Vào sáng nay, cơn bão số 12 đã đổ bộ vào khu vực tỉnh Khánh Hòa, gây gió lớn, mưa to và nhiều nơi ở thành phố Nha Trang đã bị mất điện. Trên vùng đất liền phía bắc tỉnh Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, vùng ven biển cấp 8, giật cấp 10, các khu vực khác cấp 5, giật cấp 7. Ở khu vực vùng biển Khánh Hòa có mưa bão, gió bão mạnh cấp 6, cấp 7. Tại khu vực ven biển thành phố Nha Trang, gió rất mạnh, mưa nặng hạt nhưng vẫn có nhiều người dân ra đường. Một số khu vực đã có cây cối bản hiệu ngã đổ. Trước đó, tỉnh Khánh Hòa đã cho học sinh nghỉ học vào ngày 10 tháng 11 và tiếp tục theo dõi tình hình bão, mưa lũ để chủ động cho học sinh nghỉ học trong các ngày bão, mưa lũ lớn tiếp tục ảnh hưởng. Các đơn vị quân đội, công an bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân khi có tình huống sự cố thiên tai xảy ra.